Clip của ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến quý vị một giải pháp mà rất nhiều các bác hoặc là các chú, các anh, các cô đang làm văn phòng mong đợi. Bởi vì là cái này em cũng đã từng làm rồi. Em biết ngày xưa thì cài những phần mềm dịch trên máy tính thì nó rất là vất vả, nó khó. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị con chuột Texpro dục dòng này chuyên dịch thuật. Nó sẽ đỡ cho quý vị đây, con chuột đây. Nó sẽ đỡ cho quý vị không phải gõ văn bản nữa. Không phải gõ văn bản. Con này trong vòng 1 phút có thể gõ tầm 400 từ. 400 từ các bác đọc. Lệnh rất là chuẩn luôn. Chỉ cần giữ lệnh đây, ấn nút này, giữ lệnh mình nói là nó sẽ vào. Thì bây giờ nhá, hiện tại ở bên sườn con chuột này, chút nữa em sẽ giới thiệu chi tiết con chuột, nhưng để nói luôn để cho các bác nhìn luôn là em đã cài trên máy tính rồi. Đây. Cái nút dưới này là các bác đọc tiếng Anh thì nó sẽ dịch thuật gõ văn bản, gọi là gõ văn bản để cho dễ, dịch thuật làm gì cho nó câu từ nó khó hiểu, nó gõ văn bản. Ví dụ như các bác muốn gõ văn bản bằng tiếng Việt thì các bác ấn nút trên có nút này và nút này, bác giữ tay thì bác gõ thì nó sẽ, ví dụ em bắt đầu đọc nhá, nó sẽ gõ trên phần mềm nhá, gõ dí đây nhá, em đọc này: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Biên bản tiến hành vào hồi. Các bác thấy không? Dịch rất là nhanh, dịch thuật cực kỳ là nhanh, được chưa ạ? Và sau nó có chữ copy đây. Các bác copy các paste luôn vào trong trang văn bản của các bác. Giờ. Đấy là cái rất là tiện lợi cho bác bây giờ. Hiện tại trên thị trường bây giờ dòng chuột iTech Pro này có, hiện tại đang có hai loại. Các chú ý của em nhé, có hai loại. Một loại sản xuất ra đời đầu và một đời sau này. Đời đầu thì cái bản đời đầu thì nó cũng như một số cái iPhone chẳng hạn đấy, hoặc là một số máy điện thoại hay vân vân, những cái gì đấy. Khi sản xuất đời đầu thì cái công nghệ đời đầu được đưa vào nó không đầy đủ, nó sẽ thiếu rất là nhiều tính năng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ rẻ hơn. Trên thị trường này về trước thì những con chuột này nó có giá trên 2 triệu. Nhưng do cái nhu cầu của người sử dụng rất cần những cái này nên là nó đã có hàng nhái và hàng fake, nhưng nó sẽ không được bền và nó sẽ không có cái chế độ bảo hành như những con này. Ngoài ra thì nhìn phổ thông có nhiều bác có khi không biết được tại sao, là do cái độ bắt mic của nó kém. Nhiều bác cứ ham rẻ mua rẻ. Con chuột này có giá là 1.200.000 đồng. Bảo hành 1 năm cho các bác, lỗi 1 đổi 1 thoải mái cho các bác. Tại sao em lại giới thiệu ở đây? Bởi vì là trước khi đến với âm thanh thì em đã từng kinh doanh máy tính cũng như là cái đồ công nghệ này em kinh doanh rồi, nên em thấy nó rất là hay. Và cái trang của em thì em đã bán máy tính rất là nhiều, và đặc biệt là mình cũng đã đứng ở cái vai trò là soạn thảo văn bản cực kỳ vất. Có những hôm soạn thảo văn bản gấp mà những một số cái tài liệu mà muốn soạn thảo để ngày hôm sau để trình mới để báo đủ cái, phải cày cả đêm cơ. Nhưng các bác gặp cái này quá nhàn các bác luôn, quá nhàn. 1.200.000 con chuột này. Cái bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách cài nhé, cách cài này. Cách cài thì hiện tại ở tất cả con chuột đều có cái thẻ bảo hành đấy rồi, thẻ bảo hành của hãng không nói rồi. Nhưng cách cài và trong con chuột nào cũng có cách hướng dẫn sử dụng đây, đều có hướng dẫn. Khi các bác vào cài đặt thì các bác làm theo hướng dẫn trên này cho em, là nó trong con chuột này nó sẽ có một cái cổng kết nối đây, kết nối USB vào đây, cắm vào đây cho em. Khi các bác cắm vào thì các bác đã sử dụng con chuột bình thường rồi. Bây giờ báo cáo các bác là bác mua một con chuột bình thường nó cũng 400-500 nghìn nhé. Riêng một con chuột bình thường các bác mua cái loại rẻ thì 100-200 hơn trăm, nhưng loại trăm thì không ăn thua lắm, ít nhất 200-300 nghìn con chuột không dây, có loại đến 400-500, chứ chưa nói đến cái loại này có thể dịch cái văn bản cho các bác đọc, dịch tất cả các bạn nhé. Nên là 1.200.000 em thấy cũng bình thường. Bởi vì tại sao? Con chuột kia nó đã 400-500 rồi, có những con chuột 400-500 đấy. Thì trên này có những cái công nghệ, thứ nhất là các bác cắm cái giác cắm vào đây này của nó này, hai là tiến hành cài đặt phần mềm. Thì các bác truy cập vào trang iTech Việt Nam VN, gõ cái đường link này, nhé, iTech Việt Nam, gõ vào trên đây. Các bác nhớ hộ em là hãy gõ vào trên Google nhé, Google, đừng có gõ vào cốc cốc. Đây, các bác hãy gõ vào trang Google này cho em. Đây,
Google hoặc là Chrome một cái này thì nó sẽ khi gõ đây các bác nhìn này, em đã gõ này itechvietnam.vn được chưa. Khi gõ vào đây thì các bác kéo xuống dòng dưới cùng nhé. Khi bác mới gõ vào ấy thì nó sẽ hiện trang trên cùng ấy, thì bác kéo xuống dưới cùng cho em, kéo cái vạch này, kéo gạch xuống hết dưới cùng. Xuống hết dưới cùng thì nó có ba cái bảng, có ba cái bản này tải về phần mềm cho chuột thông minh của mình này. Thì có bản Win của Việt Nam, thì mình đang dùng, mình là người Việt Nam thì mình sẽ tải bản đầu tiên này, Win Euro không khác. Còn nếu bác nào mà muốn dùng con chuột này cho, bác nào muốn dùng con chuột này cho những cái iPad hoặc dùng Mac thì các bác tải Mac về cho em đây nhá, vào Mac tải Mac được chưa, bác dùng Mac ấy, bác tải Mac. Khi dùng, khi tải về xong thì đây, đây là nó sẽ hiện thị cái tệp tải xuống, tệp tải xuống đây, xuống trong này. Các bác mở hiển thị, đây là tệp tải xuống. Các bác chỉ cần việc cứ kích vào này cho em, kích vào này, đấy, kích nó giải nén ra, nó giải nén như này, giải nén. Các bác cứ next kìa, next xuống insert, nó cài. Xong cái là như vậy là nó tiến hành nó cài đặt nó đè, để em nó cài lần lại lần hai đấy, nó sẽ cài đè lên cái bản cũ kệ nó thôi. Nó tí nó sẽ hỏi báo vậy đấy. Xong cuối cùng là flip là xong. Như vậy là chiếc chuột của bác giờ đã có thể nhé. Nó hỏi những phiên bản nào bác cần update không, cần thì bác update nó lên, không cần thì thôi. Đấy, chưa. Update là gì? Update là nó có thể, ví dụ như con chuột này thời gian vừa qua họ sản xuất cái này khoảng 5 tháng, nhưng mà nó khi sử dụng người ta thấy một số cái điểm nó bị trễ hay nó bị chậm hay nó bị thế nào chẳng hạn, thì người ta sẽ có những cái bản vá lỗi. Vá lỗi thì khi máy mình truy cập mạng nó hỏi update thì các bác cứ cập nhật lên, cập nhật để vá lỗi. Nó như chiếc điện thoại iPhone ấy, nó nửa năm hoặc cả hàng năm nó sẽ có những cái bản vá lỗi hoặc bản nâng cấp, các bác cập nhật lên không có sao cả đấy. Vừa rồi là toàn bộ cái clip em giới thiệu cho các bác nhé. Các bác chú ý này, đây là khi các bác muốn nhập văn bản ấy, không cần phải gõ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đây nữa, mà bác bấm vào đây cho em luôn, bấm giữ vào đây cho em là bác đọc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nó sẽ gõ luôn. Hoặc bấm vào nút sườn trên nhé, nút này, nút phía trước là nút gõ tiếng Việt, nút phía sau này là gõ tiếng Anh. Bác nào muốn nhập lệnh nói bằng gõ văn bản bằng tiếng Anh thì nhập phía sau, được chưa? Đây, nhập phía trước đây, hoặc chuột đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Lên luôn chưa? Xong có chữ copy dưới này. Copy đây, paste luôn vào văn bản của mình. Quá là nhanh luôn ạ. Em còn nói chữ ơ nó có cả chữ ơ. Bác chú ý là nếu mà dính hàng fake thì cái độ nhạy bắt mic nó rất là khó, nó hay bị trượt lệnh nhé. Bác chú ý hộ em. Và đặc biệt là con chuột này được sạc này. Trên con chuột này nó có đầu sạc, có dây sạc theo, chưa có dây sạc theo. Đấy. Trên phụ kiện của nó gồm có dây sạc này, chuột này và hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Cảm ơn các bác.